Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Tam Giác Mạch. Trọng xin chúc quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Hiệp cũng có một số công việc bận nữa, thế nên là cũng không thể đi quay được. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Trọng sẽ cùng kênh Tam Giác Mạch tới nhà anh Lầu Bí Xính để chia sẻ với quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người song song với tiến độ của nhà em mình. Dỡ nhà là nhà hiện tại là nhà anh Xính đang láng nền và chuẩn bị lắp gạch hoa nữa. À, cũng mời quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người dõi theo video của Trọng. Tí
Vâng, thưa cháu. Cho tài cái tín dụng đó. Cô có ra tài cái tín dụng đi. Con chuột đi đây, để xuống lên đi chứ. Ôi giời. Nhắn mẹ. Rồi ok. Đi chăn đi chắc số. Đi nào lớn. Chưa nữa, đợi đó. Cái này.
Bắp bắp. Ừ, tay nặng xíu rồi. Đấy, nhanh tép luôn. Đau răng này khó chịu thế. Mày đau quá trời hả? Em có thuốc mà thì anh em cho một. Này à, cái thùng của chắc là cái thùng của tao cho thùng con à, cho thùng thôi, nhìn nó cũng thùng này, tập cho kia hả, kia mà nó tốt hả, một con nhông rồi đấy, kia hả, sửa lắm, sửa, anh sửa, à, cấp bố, kia. Cố gắng làm xong ba chủ nhật nghỉ một ngày nhé. Hôm nay chắc làm không xong đâu. Yeah. Hiện tại thì cũng đã là chịu. Con gió nhiều không thích đâu. Bây giờ thì cũng đã là trưa rồi, chắc là Trọng cũng phải xin tạm dừng video tại đây thôi. Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video sớm nhất của Trọng. Xin chào và hẹn gặp lại.